xin chào tất cả các con. Cô rất vui khi lại được gặp lại các con trong giờ học làm quen với toán ngày hôm nay. Và ngày hôm nay cô và các con sẽ cùng đến với bài học so sánh sắp xếp theo thứ tự to nhỏ của ba đối tượng. Xin mời các con hãy cùng đến với bài học ngày hôm nay nào. Trước khi vào buổi học, rất mong quý phụ huynh hãy chuẩn bị cho các con ba chiếc rổ với kích thước khác nhau hoặc ba chiếc bát cũng với kích thước khác nhau. Trước khi vào học bài mới, cô cùng các con sẽ đi ôn lại cách so sánh kích thước to nhỏ của hai đối tượng nhé. Trên màn hình có hai chiếc rổ màu xanh và chiếc rổ màu hồng. Chúng mình cùng so sánh kích thước to nhỏ của hai chiếc rổ này nhé. Cô để chiếc rổ màu hồng vào trong chiếc rổ màu xanh. Như vậy, chiếc rổ màu hồng đã ở trong chiếc rổ màu xanh rồi đó. Phần mũi tên chính là phần thừa ra của chiếc rổ màu xanh, nên chiếc rổ màu xanh to hơn chiếc rổ màu hồng. Còn chiếc rổ màu hồng thì nhỏ hơn chiếc rổ màu xanh, đúng không các con? Vừa rồi, lớp chúng mình đã ôn lại cách so sánh kích thước to nhỏ của hai đối tượng. Bây giờ, cô con mình cùng nhau so sánh, sắp xếp theo thứ tự về kích thước to nhỏ của ba đối tượng nhé. Trên màn hình có mấy chiếc bát hả các con? À, có ba chiếc bát, đó là chiếc bát xanh, chiếc bát màu cam và chiếc bát màu vàng. Bây giờ, cô con mình sẽ cùng so sánh độ to lớn của ba chiếc bát này nhé. Đầu tiên, cô sẽ so sánh chiếc bát màu xanh và chiếc bát màu cam. Cô đặt chiếc bát màu cam vào bên trong chiếc bát màu xanh. Vậy là chiếc bát màu cam đã nằm trong chiếc bát màu xanh rồi đó. Phần mũi tên là phần thừa ra của chiếc bát màu xanh. Do vậy, chiếc bát màu xanh sẽ to hơn chiếc bát màu cam. Và chiếc bát màu cam thì sẽ nhỏ hơn chiếc bát màu xanh đó. Tiếp theo, cô con mình lại so sánh chiếc bát màu xanh và chiếc bát màu vàng nhé. Cô lại đặt chiếc bát màu vàng vào bên trong chiếc bát màu xanh. Vậy là chiếc bát màu vàng đã nằm trong chiếc bát màu xanh rồi. Và phần mũi tên là phần thừa ra của chiếc bát màu xanh đó. Do vậy, chiếc bát màu xanh to hơn chiếc bát màu vàng. Và chiếc bát màu vàng thì nhỏ hơn chiếc bát màu xanh, đúng không các con? Bây giờ chúng mình cùng nhau so sánh kích thước to nhỏ của chiếc bát màu vàng và chiếc bát màu cam nhé. Cô lại đặt chiếc bát màu vàng vào trong chiếc bát màu cam. Phần mũi tên là phần thừa ra của chiếc bát màu cam, nên chiếc bát màu cam to hơn chiếc bát màu vàng và chiếc bát màu vàng thì nhỏ hơn chiếc bát màu cam đó. Sau 3 lần so sánh thì chúng ta có kết quả như sau: chiếc bát màu xanh to hơn chiếc bát màu cam và chiếc bát màu xanh cũng to hơn chiếc bát màu vàng. Vậy còn chiếc bát màu cam thì sao? À, chiếc bát màu cam nhỏ hơn chiếc bát màu xanh và chiếc bát màu cam lại to hơn chiếc bát màu vàng ấy. Vậy còn về chiếc bát màu vàng thì sao? Chiếc bát màu vàng nhỏ hơn chiếc bát màu cam và chiếc bát màu vàng cũng nhỏ hơn chiếc bát màu xanh đấy. Sau khi so sánh thì các con thấy kích thước của ba chiếc bát này như thế nào nhỉ? Chiếc bát màu vàng nhỏ nhất, chiếc bát màu cam to hơn chiếc bát màu vàng, chiếc bát màu xanh to nhất. Ba chiếc bát này được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ nhất đến to nhất đấy. Bây giờ các con cùng quan sát và nhận xét về cách sắp xếp của ba chiếc bát này. Có điều gì đặc biệt không các con? À, chiếc bát xanh to nhất,
chiếc bát màu cam nhỏ hơn và chiếc bát vàng nhỏ nhất. Ba chiếc bát này được sắp xếp theo thứ tự từ to nhất đến nhỏ nhất đấy các con ạ. Trên màn hình có những loại quả gì đây ạ các con? À, đó là quả lê, quả càm và quả dưa hấu đấy. Bây giờ cô con mình cùng nhau so sánh kích thước to nhỏ của ba loại quả này nhé. Đầu tiên cô đặt quả cam, sau đó cô đặt quả lê ở phía trước quả cam. Các con có nhìn thấy quả cam nữa không? Vì sao thế? À, vì quả lê to hơn quả cam nên đã che khuất quả cam, nên chúng mình không nhìn thấy quả cam đấy. Tiếp theo, cô lại đặt quả dưa hấu ở phía trước quả lê. Bây giờ các con nhìn thấy quả gì? À, bây giờ chúng mình chỉ nhìn thấy quả dưa hấu đúng không nào? Không còn nhìn thấy quả lê, mà cũng không nhìn thấy quả cam nữa. Vì sao vậy? À, vì quả dưa hấu to nhất nên đã che khuất cả quả lê và che khuất cả quả cam đấy các con ạ. Vậy bây giờ cô con mình sẽ cùng so sánh tiếp nhé. Bây giờ cô lại đặt quả dưa hấu đầu tiên, sau đó cô lại đặt quả lê ở phía trước quả dưa hấu. Bây giờ các con nhìn thấy quả gì hả các con? À, bây giờ chúng mình nhìn thấy cả quả lê và quả dưa hấu đúng không nào? Vì sao vậy nhỉ? Vì quả lê nhỏ hơn quả dưa hấu nên chúng mình vẫn nhìn thấy cả quả lê và quả dưa hấu đấy. Tiếp theo, cô lại đặt quả cam ở phía trước quả lê và quả dưa hấu. Bây giờ thì sao? Các con nhìn thấy mấy loại quả nhỉ? À, bây giờ chúng mình sẽ nhìn thấy cả ba loại quả đúng không nào? Vì quả cam nhỏ hơn quả lê và nhỏ hơn cả quả dưa hấu nữa nên chúng mình nhìn thấy cả quả cam, quả lê và quả dưa hấu đấy. Vậy quả cam nhỏ nhất, quả lê thì sao? Quả lê to hơn và quả dưa hấu thì to nhất đấy. Vậy bây giờ cô sẽ xếp quả cam lên, sau đó cô sẽ xếp đến quả lê và cô sẽ xếp đến quả dưa hấu. Các con có nhận xét gì về cách sắp xếp này nhỉ? À, đây là cách sắp xếp quả cam nhỏ nhất, quả lê to hơn và quả dưa hấu to nhất. Đây là cách sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ nhất đến to nhất đấy các con ạ. Và cô cũng có một cách sắp xếp tiếp theo nữa, chúng mình cùng chú ý nhé. Quả gì đây? Quả dưa hấu, xong đến quả lê và đến quả cam. Quả dưa hấu như thế nào các con nhỉ? Quả dưa hấu to nhất, quả lê nhỏ hơn và quả cam nhỏ nhất. Đây là cách sắp xếp từ to nhất đến nhỏ nhất đấy. Và bây giờ cô mời các con cùng chơi trò chơi ai giỏi nhất. Ở đây cô đã chuẩn bị hai ô số, ô số 1 và ô số 2. Nhiệm vụ của các con là tìm giúp cô xem ô số nào sắp xếp các quả bóng theo thứ tự từ nhỏ nhất đến to nhất nhé. Ô số nào ạ các con?
À, đó là ô số 1 đấy. Các con hãy đọc giúp cô nhé. Quả bóng bàn nhỏ nhất. Quả bóng tennis to hơn quả bóng bàn và quả bóng đá to nhất. Bây giờ cô con mình lại đến với lần thi tiếp theo nào. Ở đây các con hãy tìm giúp cô ô số nào đã sắp xếp các con vật từ to nhất đến nhỏ nhất nhé. Chúng mình cùng quan sát và tìm nào. Ô số mấy à các con? À, đó là ô số 2 đó. Các con hãy đọc giúp cô nào. Con trâu to nhất. Con ngựa nhỏ hơn con trâu. Và con thỏ nhỏ nhất. Tiếp theo, cô lại mời các con cùng chơi trò chơi tay ai khéo. Ở trò chơi này, các con hãy sử dụng đôi bàn tay khéo léo của mình để vẽ, nhặt, xé những con vật, hoa lá, hình học, đồ vật có kích thước to nhỏ khác nhau, rồi xếp chúng theo thứ tự sắp xếp mà lớp mình vừa học nhé. Bây giờ, các con cùng với lên màn hình xem một số sản phẩm của cô nào. Đây, cô đã nặn một số loại quả và sắp xếp những loại quả này từ to nhất đến nhỏ nhất đó. Còn đây, cô đã vẽ các loại quả và cũng sắp xếp các loại quả này từ nhỏ nhất đến to nhất. Còn đây là gì à các con? À, đây cô đã vẽ rất nhiều bông hoa đúng không nào? Cô đã sắp xếp những bông hoa này ở hàng trên là từ nhỏ nhất đến to nhất và hàng dưới là từ to nhất đến nhỏ nhất đó. Còn các con thì sao? Chúng mình cùng trổ tay nhé. Các con ơi, chúng mình vừa học bài học gì vậy? À, chúng mình vừa học bài học so sánh, sắp xếp theo thứ tự to, nhỏ của ba đối tượng. Cô hy vọng sẽ nhận được nhiều video, ảnh bài học của chúng mình trên nhóm lớp đấy. Và giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt tất cả các con.